Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn kính xem bản tin Thế lực Bắc thì Nam tiến, thế lực Nam lại Bắc tiến. Nguyễn Phú Trọng đang tính nước cờ gì? Đại hội 13 là một thất bại nặng nề của nhóm lợi ích miền Nam. Hiện nay, miền Nam có đại diện cao nhất trong Bộ Chính trị chỉ là ông Võ Văn Thưởng. Thêm vào đó, nhiều người miền Bắc lại vào Nam làm đại biểu Quốc hội nắm thóp miền Nam. Người đó chính là ông Phạm Minh Chính. Việc được giới thiệu đại biểu tỉnh Cần Thơ đã làm cho ông Phạm Minh Chính liên kết chặt chẽ với ông Nguyễn Tiến Dũng hơn rất nhiều. Điều đáng nói là hiện nay lợi ích của Bắc Nam đang đan xen. Miền Bắc đang nắm lợi thế nên miền Nam đã bị buộc phải phò phe miền Bắc. Ông Nguyễn Phú Trọng đã dùng Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang là dùng người miền Nam. Cũng nhờ cách dùng người như thế mà thế lực Tây Ninh đang ngày một nổi lên như một thế lực mạnh của miền Nam. Ông Nguyễn Văn Nên thì đã ra Bắc rồi vào Nam. Còn ông Trần Lưu Quang thì giờ đang tiến ra Bắc. Đây là hình ảnh đại hội lần thứ 13, miền Nam thất bại, chỉ có Võ Văn Thưởng là cao nhất. Xong nhiệm vụ tại thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 4 tháng 5, Bộ Chính trị chính thức thông báo ông Trần Lưu Quang được điều động làm bí thư thành ủy Hải Phòng. Đây là chuyến ra Bắc quan trọng của quan chức miền Nam rất hiếm hoi. Chức phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh với chức phó bí thư thành ủy thành phố Hải Phòng được xem là tương đương. Quan chức mà điều động đi địa phương nhiều thì thông thường tương lai quan chức đó rất có triển vọng. Theo giới thảo tin thì dự đoán việc vào Bộ Chính trị của ông Trần Lưu Quang chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên cũng có một số khó khăn. Đấy là việc ông Trần Lưu Quang cần phải kiểm soát được những bè phái đã hình thành lâu nay trong nội bộ bộ máy chính quyền tại thành phố Hải Phòng. Thông tin mật trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam dường như đã bị rò rỉ ra rất nhiều. Như các bản tin trước đây, tờ Thời báo.de đã thông báo, ông Trần Lưu Quang sẽ được thuyên chuyển ra Hải Phòng và hôm nay thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức công bố điều đó. Đó là vào sáng ngày 4 tháng 5, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, ông Lê Văn Thành, Phó Thủ tướng Chính phủ cũng tham dự. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh của nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang được điều động ra Bắc. Trước đó, vào ngày 8 tháng 4 năm 2021 vừa qua, tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa 14 đã phê chuẩn ông Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ và để lại chiếc ghế trống ở đây. Cuộc chơi nào cũng vậy, những chiếc ghế đứng đầu những thành phố lớn là nơi mà các thế lực trung ương đấu nhau giành giật dữ dội. Ông Trần Lưu Quang từ miền Nam mà ông có thể ra Hải Phòng giật lấy chiếc ghế đứng đầu thành phố thì ắt hẳn ông Quang đã có những thế lực rất mạnh ở Hà Nội chống lưng. Theo thông lệ thì những quan chức mà Bắc bổ nhiệm vào Nam hoặc ngược lại thì cái đích của họ là về trung ương. Ông Lê Văn Thành, người tiền nhiệm của ông Trần Lưu Quang, từ cơ quan đảng địa phương lại nhảy ngang vào chính phủ thì đây cũng là một trường hợp rất hiếm hoi. Càng ngày càng có thể cho thấy ông Lê Văn Thành là người thân với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong đó, ông Trần Lưu Quang lại là người thân với ông Nguyễn Phú Trọng. Chính vì vậy mới thấy cứ mỗi lần phe này thăng chức, nếu không cẩn thận sẽ bị phe khác đưa người vào chám lại. Họ giành nhau từng vị trí trong Trung ương Đảng và trong Bộ Chính trị. Buổi trao quyền cho ông Trần Lưu Quang có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Như vậy, trong cuộc giành giật chức vụ này, ông Lê Văn Thành đã không giữ được chiếc ghế và giao lại cho thuộc hạ thân tín tại Hải Phòng, mà đành để chiếc ghế ấy cho Trần Lưu Quang. Một thất bại không hề nhẹ của ông. Và dư luận cũng cho rằng dường như ân tình giữa Nguyễn Văn Nên và Trần Lưu Quang đã có từ rất lâu. Ông Trần Lưu Quang là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, có 3 nhiệm kỳ là Ủy viên Trung ương Đảng và năm 2015 là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020. Nhờ có Nguyễn Văn Nên tiến cử thì đến tháng 2 năm 2019, ông Nguyễn Phú Trọng đưa ông Trần Lưu Quang về làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020 và tái cử Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
nhiệm kỳ 2020-2025. Đổi lại, ông Trần Lưu Quang đã thu thập hết các danh sách đen và các hệ thống chân rết của thế lực Lê Thành Hải, Nguyễn Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua và Tất Thành Cang để giao cho Nguyễn Văn Nên nắm lấy. Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Lưu Quang, tân bí thư Thành ủy thành phố Hải Phòng, khẳng định sẽ đưa Hải Phòng phát triển mạnh mẽ. Đấy chỉ là những lời nói mang tính màu mè. Thực chất của Trần Lưu Quang rất có thể sắp tới, ông ta sẽ sắp xếp lại nhân sự của Đảng ủy thành phố Hải Phòng. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang và ông Nguyễn Văn Nên. Tại miền Nam, thế lực của Lê Thanh Hải hiện nay đang co cụm. Thế lực của Trương Tấn Sang thì cũng sắp hết thời. Thế lực Kiên Giang của cha con ông Nguyễn Tấn Dũng thì đang trỗi dậy nhưng không mạnh mẽ cho lắm. Chỉ có thể là tại Tây Ninh hiện nay đang được sự đỡ đầu của Nguyễn Phú Trọng nên rất hứa hẹn. Trong vòng 5 năm tới, ở Bộ Chính trị có thể có hai người gốc Tây Ninh. Và dường như chiêu trò nào cũng có hai mặt của nó. Ở đại hội lần thứ 13, ông Nguyễn Phú Trọng đã thành công trong việc ép thế lực miền Nam phải bật ra khỏi tứ trụ và ép người miền Nam cũng có ít đại diện trong Trung ương Đảng. Tuy nhiên, vì bế tắc trong việc dùng Trung ương để đánh vào nhóm lợi ích Hải, Quân, Đua, Càng, mà ông Nguyễn Phú Trọng đã phải dùng kế người miền Nam đánh người miền Nam. Và chính cách dùng kế như vậy mà Nguyễn Phú Trọng đã giúp thế lực Tây Ninh nổi dậy mạnh mẽ. Tay này, họ sẽ rất biết lợi dụng và ông Nguyễn Phú Trọng đã ép người miền Nam thì tay kia ông lại nâng đỡ người miền Nam. Rất có thể nhiệm kỳ thứ 14 của Trung ương Đảng vào 5 năm sau thì tỷ lệ người miền Nam trong Bộ Chính trị sẽ được cải thiện hơn. Trần Lưu Quang đã vào Trung ương Đảng 3 nhiệm kỳ, một nhiệm kỳ dự khuyết và 2 nhiệm kỳ chính thức. 2 nhiệm kỳ chính thức chính là thời gian mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn thử thách Trần Lưu Quang và cũng muốn dùng ông như là những người tiền trạm để giúp những người được như ông Nguyễn Phú Trọng bố trí đến sau để thực hiện ý đồ của mình trong Nam. Nếu không có gì thay đổi thì vào thời gian tới ông Trần Lưu Quang sẽ vào Bộ Chính trị và biết đâu giữa nhiệm kỳ ông Trần Lưu Quang có thể cũng có khi vào và dư luận cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng dường như đang toan tính điều gì. Ông Nguyễn Phú Trọng thì đã rất già, không biết ông định ngồi chiếc ghế tổng bí thư bao lâu nữa. Hiện nay ông đã 77 tuổi nhưng vẫn không thấy ông có dấu hiệu muốn rút lui sau nhiệm kỳ thứ 3. Một ông già 77 tuổi mà tả xung hữu đột thì điều đó cho thấy ông Trọng đang còn gần lắm. Trước đây ông Trọng nuôi Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ và cuối cùng giờ chỉ còn Vương Đình Huệ. Tuy nhiên ở vị trí chủ tịch quốc hội thì ắt ông Vương Đình Huệ cũng ngắm nghĩa chiếc ghế tổng bí thư đầy quyền lực của ông Trọng. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng còn tham vọng làm tổng bí thư nhiệm kỳ tiếp theo thì rất có thể ông Nguyễn Phú Trọng đã chọn người khác để dự phòng thay Vương Đình Huệ nếu có thể. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên và Nguyễn Phú Trọng. Được biết vào năm 2016, giới thạo tin đồn đại về việc ông Nguyễn Phú Trọng đã nâng đỡ Đinh Thế Huynh để giữa nhiệm kỳ sẽ trao vương quyền lại cho ông Huynh. Tuy nhiên, đến giữa nhiệm kỳ, ông Đinh Thế Huynh thì bị bệnh mất trí nhớ một cách bí ẩn và ông Nguyễn Phú Trọng lại đưa ông Trần Quốc Vượng lên thay. Thế rồi, người ta cũng kỳ vọng ông Trọng sẽ nhường chiếc ngôi lại cho Trần Quốc Vượng, thì ông Trọng lại không nhường và thậm chí ông còn không trao suất đặc biệt cho ông Trần Quốc Vượng nữa. Đấy là con người của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông dùng chiếc ghế tổng bí thư để nhờ nhiều người cộng tác với ông, rồi sau đó lại hạ bệ người ta hoặc cho người ta vào trong bóng tối. Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay vẫn rất tham quyền cố vị, rất có thể ông sẽ dần dùng Trần Lưu Quang như là một nhân tố mới thay thế người nào dám mơ tới chức tổng bí thư của ông. Hiện giờ, việc nâng đỡ Trần Lưu Quang vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, mục đích của Nguyễn Phú Trọng thì ngày càng một rõ với việc ông muốn ngồi càng lâu càng tốt trên chiếc ghế đầy quyền lực tổng bí thư. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thế lực Bắc thì Nam tiến, thế lực Nam lại Bắc tiến. Nguyễn Phú Trọng đang toan tính điều gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.